Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ngôn ngữ Sát. Thì ngôn ngữ Sát thì nó là một cái ngôn ngữ mở rộng của CSS, hay còn gọi là CSS gì đó sét sơ. Thì Sát thì nó giúp chúng ta viết code nhanh chóng và dễ dàng hơn so với CSS, rồi nó cũng dễ dàng bảo trì và quản lý, và nó thích hợp cho việc phát triển các dự án web lớn. Thì để mà tìm hiểu thì để tìm hiểu chi tiết về ngôn ngữ Sát này thì các bạn có thể vô Google, và các bạn đã đi vô cái trang Sát Nang thì tôi sẽ có Sát Nang. Rồi các bạn sẽ đi vô cái trang satnang.com này. Đó thì các bạn sẽ vô đây để tìm hiểu chi tiết về cái ngôn ngữ này. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ về việc sử dụng cái ngôn ngữ Sát này. Ví dụ như đây thì bên trái này thì tôi có một cái file Sita, thì tôi viết bằng ngôn ngữ Sát như vậy. Đó thì trong cái code bên này nó rất là ngắn gọn hơn so với lại cái code bên này, thì tôi viết bằng CSS thì trông nó dài hơn. Và khi mà viết, nếu mà chúng ta đồng hai cái class hoặc là ba hay bốn cái class lại với nhau như thế này thì trông viết như vậy sẽ rất là cực. Còn viết theo cách bên này thì chúng ta có thể đồng các class cho, rồi chúng ta có thể đồng cái thẻ HTML, img cho như vậy, thì việc viết code như vậy thì nó sẽ ngắn gọn và dễ dàng hơn so với việc viết CSS thông thường. Đó thì tôi lấy cái ví dụ cho các bạn như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cái ngôn ngữ Sát này thì các bạn có thể vô cái trang này để tìm hiểu chi tiết. Ví dụ như các bạn muốn học về cái ngôn ngữ này thì các bạn có thể chọn vô cái menu là Learn Sát. Đó thì các bạn sẽ học ở trong này. Thì bữa tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn học về cái ngôn ngữ Sát này, thì tôi sẽ giới thiệu về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Sát này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ cách setup, rồi sau đó là để học cái ngôn ngữ Sát này. Thì để setup ngôn ngữ Sát này thì các bạn cần phải cài đặt các công cụ như sau. Thì các bạn cần phải cài đặt cái tool là Notepad cộng cộng và cái tool là CalApp, thì ở trong cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi sẽ đi vô cái kênh YouTube của tôi. Thì ở trong cái kênh YouTube của tôi thì tôi cũng đã upload cái video hướng dẫn cài đặt Notepad cộng cộng và hướng dẫn cài đặt CalApp như vậy. Thì các bạn nào có thể vô đây để xem và các bạn cài đặt ở trên máy tính của các bạn. Đó thì buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi giới thiệu về các thành phần cơ bản của cái ngôn ngữ Sát này. Tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.